Nước ăn chanh mà không có cảm thấy chua mà thấy ngọt mới hay. Đấy. Ngon không nít? Ngọt hay chua nít? Không có feel Ngọt, luôn, không thấy có thử ngọt. cái gì hết trơn. Nít ăn mấy trái chanh gì mà nít không có cảm giác là nít 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 cảm thấy chua. Không, cái chanh này cho mừng cái chanh. À, chứ chanh mình nếu ăn nè, ngon lành luôn. Ăn nữa đi. Nữa ăn cái gì nữa Đó, ăn chanh đi. đấy, Tại nít thích ăn chanh. Mì không? Ngon không? yeah. Thơm không? Chanh thơm quá. Nít ăn ăn chanh không vậy đó. Đâu, hột chanh hả? Chanh nè bà nội ơi. Đừng nói nít đó, đừng ốm nè. Nít ăn chanh ốm.